Chào các bạn, hôm nay thì cùng mình gọi là giữ lại giống cây sen cạn này. Ở nhà mình thì là có hai loại hoa, một loại hoa màu như bạn có đang nhìn thấy trên màn hình, hai là một loại màu hoa nữa, nó sẽ màu đỏ đây, nó là màu cam á, cam khá là một chút. Giống sen cạn này thì hiện tại là nó không có chịu được nắng nóng. Khi ở Mộc Châu bắt đầu vào mùa nắng, mùa mưa thì cây nó bị như sau. Bạn thấy là nắng quá nên dẫn đến là nó bị úng gốc á. Và nó đang úng mất đúng cái loại cây hoa mà mình thích màu. Ui, bạn nhìn thấy gì không? Một con sâu ạ. Thế nên hôm nay mình sẽ cắt cành để mình đem dâm, hy vọng là nó có thể là giữ lại giống cây rồi cho ươm cây nó lớn lên một chút. Mình cây này cũng khá là dễ dâm, nhưng mà hiện tại thì mình cứ thử đã, xem là khả năng là mình sẽ có thể cứu được bao nhiêu cây. Mình leo nó lên mà cũng mình thấy nó đang cũng thân, theo mọi người nói thì cây này nó không có chịu được này. Không chịu được nắng nóng ấy. Cái này là mình xử lý là hơi muộn, nhưng dù sao thì cứ thử xem nó có thể cứu được không. Thì một số cây thì không chịu được lạnh, còn những cây sen cạn này thì nó lại không chịu được nắng, mà mình lại không có để ý được hết, nên hôm nay mới để ý là thì nó bị úng lắm. Nó bị quấn thân rồi. Chúng tôi cứ thử xem sao. Mình nghĩ là cái phần đọt non này này, mình nghĩ là cây vẫn ok. Nhưng hôm nay kiểm tra thì còn mấy hôm đi chơi đã thì đã thấy nó bị cúm kỳ. Thích cái màu hoa này mà rất tiếc nó lại nó bị thối thân rồi, nhưng chẳng có cách nào khác mà em nó đi ra thôi. Đây là những cái dây mình buộc. Đoạn này thì chắc nó không cứu được.
sẽ lựa thử 10 cái đoạn mầm còn hy vọng thôi, nhìn nó cũng sẽ hơi là khó. Thử tâm xem nó có thể sống được không. Mình cái này là mình cứu nó hơi muộn. Mình thấy nó vẫn còn đang còn nước này. Là nó vẫn tươi á. Hy vọng một chút thôi. Hy vọng là vẫn có thể cứu được vài em. Sau đây thì mình lại để dưới tán cây à, làm sao cho nó che được nắng giúp cho cây có thể sinh trưởng và phát triển ra dễ dàng. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau ha.